bạn và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Thế mình sao em thấy chị hoang mang vậy? Bởi vì là nếu em nói ra em sợ xấu hổ, nhưng mà thôi, đằng nào cũng đến cái nước này rồi thì còn xấu hổ cái gì nữa. Và phải xác nhận với quý vị rằng là chồng em không hề cưa em. Wow. Đến gặp thần tượng của mình chỉ hỏi về những chuyện gia đình thôi. Ôi rồi. Và ngày hôm nay là mình trở thành chuyên gia tâm lý. Rồi, ok. Có những người chỉ mong cả đời hai chữ bình yên. Có những người sống chết cả một đời chỉ vì hai chữ thành công. Có những người sống chết cả đời chỉ vì chữ tiền. Rất nhiều công việc em đã từng làm, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình luôn cảm thấy rằng là mình được làm chứ không phải là phải làm. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ rằng trời ơi, tôi làm nghệ thuật bao nhiêu năm rồi mà tôi chưa phải đứng ở trên đỉnh, trên top hạng A, hạng B, tôi không có hạng gì hết. Trời ơi, vấp ngã rất là bình thường, Yến còn vấp nhiều hơn ý. Nhưng mà mình phải cảm ơn là sao mình có cả một cái tuổi trẻ để mình trải nghiệm. Chứ nếu mà già rồi vấp ngã khó đứng dậy lắm. Còn hơn những người ngoài kia thích nhưng mà sợ không dám làm, thôi tôi sợ ngã lắm rồi, sợ mất tiền quá, thôi sợ ngày mai, sợ cái kia. Cả đời chỉ biết sợ thì không bao giờ làm được cái gì. Một đạo diễn sân khấu, một đạo diễn hình ảnh mà không tả ra hình ảnh thì tôi tốt nhất nghe bài bỏ nghề đi. Còn đâu chị là ca sĩ mà chị không nghe được chị nghỉ luôn. Chị, em nghe nè, mình chơi game vui thôi chứ không có áp lực như vậy. À thế à?